Rồi hello, xin chào tất cả các bạn. Trước thì mình có đang làm dở cái hành trình mua xe mới ở trong này, nhưng mà đang đi bốc hàng nó bị exit game. Hôm nay thì mình đi tiếp của đoạn đấy nhá. Game mới gỏm chơi đã bị exit rồi. Cày đã khó rồi mà còn bị exit game, cày rái vãi đái luôn. Đoạn này đến đoạn bốc hàng thì nó cũng gần gần rồi. Nhưng mà tiếc, rất tiếc là không làm đến đoạn đi bốc hàng được. Hôm nay mình sẽ làm, nếu mà không biết là có chở được hàng về kịp không mà. Bốc hàng cũng lâu. Chạy qua đoạn này là đến điểm bốc hàng rồi. Một đoạn nữa là đến điểm bốc hàng. Ở đây nháy đèn nó chẳng đi nhanh đâu. Đây, này sẽ đến đây mình bốc hàng. Chạy quốc này thì kiếm được khá nhiều nhé, 40.000 nha anh em. Nhưng mà thời gian chạy cũng rất là lâu, 30 phút. Nó chạy quen đường rồi thì mình cảm thấy nó đỡ lâu hơn ấy. Nhớ từng mặt đoạn đường một ấy. Bọn này thì anh em cũng không đua vượt làm gì nhá. Cái barrier cái không tránh được đâu. Đoạn về thì vượt được này. Tại vì cái đoạn này nó rộng, mình có thể đợi. Sao đến điểm cua rồi. Điểm này mình sẽ xếp lại nhá. Để phòng nó thoát game này, còn cái mà lốt vào. Rồi xin nhan đi. Sẽ vào cái đoạn dốc kia. Đây là mình sẽ bốc hàng ở đây. Chạy vào trong này khoảng một tí nữa. Chạy vào thì tắt combo luôn. Bạn này mình không cần phanh. Rồi, mình sẽ bốc hàng nha. Rồi, địa điểm bốc hàng đây. Nặng. Rồi, thì mình sẽ lùi xuống để mình quay đầu nhé. Đây là
em sẽ đi trả hàng, xếp một game vào đã. Giờ sẽ chạy ngược về nhá. Thời gian chạy ngược về nó cũng khá là xa đấy, căng. Cung này nó có gần đâu. Cung này chạy được 40.000 mà chạy rồi phèo à. Đoạn này mình phải đổi cam nha anh em. Đoạn này mình không nhìn được quay đường đâu. Mình phải đổi cam đấy. Mình phải đổi góc cam không này. Chết luôn game ở đây. Rồi bây giờ sẽ chịu bốc hàng về nhá. Chuyến này mình sẽ được khoảng 40.000 đấy. 36.000 tại vì cái mọc mình phải thuê. Mình sẽ đỗ cho đẹp chụp ảnh đấy. Xếp về rồi. Em lấy cứ 5 phút chúng ta xếp một lần nhá. Mà càng về cuối chúng ta xếp càng nhanh thì khả năng game chạy 15 phút là máy nó nóng nó đơ. Kiểu gì thì kiểu. Và đoạn này thì vượt được ngoài máy này. Tại vì các bạn nó rất là rộng. Đoạn này anh em cứ ôm cho mình hết ga đi. Có gì cái vỉa hoa này nó cũng rộng mà. Chợ cái xe vàng này đâu. Va chạm rồi. Mình xe mình sẽ có bị xước rồi nhé. Kiểm tra xe có xước rồi. Không có đâu mà xe nóng nhỉ? Kiểm tra tổng quan thì không thấy bị làm sao cả. Gương nước còn nguyên này. Đọc không làm sao đâu, đi tiếp thôi.
đến góc cua, góc cua ra đường chính này, xếp luôn. Tắt combo rồi còn leo dốc. Đề gương lại khó nhìn lắm, tại vì bên kia không nhìn thấy gì. Anh em nên để cúpô chạy nhé, tại khi mà chúng ta bỏ ga thì xe nó sẽ có hơi có lực phanh từ động cơ nhé. Này ngoài thực tế thì nó là giống như chiếc xe thật thôi, chiếc xe đổ đèo họ hay có cái chế độ cúpô phanh khí xả. Ở này thì ở Việt vượt được hên xui nhé. Đường khá là hẹp tại vì nó có cái vỉa kia khó vượt lắm. Vượt lại đấy thì khó chưa?
hy vọng rằng mình nghĩ rằng mình không lết được về đến đoạn trà đâu, kiểu gì nó sẽ vang game, kiểu kinh nghiệm của mình là vậy. Tại vì mình còn một khúc cua nữa cơ. Đang có một đoạn đường cũng xa xa để chứ không gần được. Điểm để save game này. Nó sẽ vàng nó lên này. Thế dẫn điểm chúng ta cua ra cái đường mà trước mặt cái con này. Con này dốc hơi khó đấy. Đấy, dốc đi rất khó nhá. Này chạy được 19 phút rồi thì anh em lưu ý là xếp game liên tục vào nhá. Nó có thể vang bất cứ lúc nào đấy. Đây, trong đoạn khó đi nhất game này. Đây là chúng ta sẽ cua ra này. Đó, hơi đủ dốc rồi, chúng ta không nên gạt nữa. Thủ sẵn là cúp bô rồi phanh rồi. Mình sẽ chụp ảnh đấy. Tiếp nhé.
Đấy, nó mang game mà anh mình kinh nghiệm mà.